Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một com app vào mạng miễn phí các bạn nhé. Com app này thì các bạn không cần file có hình gì hết, bởi vì là mình đã cho tất cả các file vào hết trong rồi. Đó, V-Rai cũng không bàn luôn, bởi vì com app V-Rai thì nó không sử dụng được lâu bằng com app này các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ giống các bạn cách tải cái file thì mình sẽ để dưới phần mô tả ở cái link com ứng dụng này. Các bạn truy cập vào dưới, do mình truy cập bất thường. Các bạn truy cập, các bạn chọn tích vào đây, hoặc là có thể là một số bạn sẽ không cần bước này. Sau khi các bạn xác minh xong thì nó sẽ dẫn các bạn đến trang web thôi. Các bạn đợi xíu ha. Sau đó các bạn chọn một cái tài khoản vào, ok. Sau đó thì chọn vào trình gói cài đặt, áp vào mạng miễn phí. Rồi, đang cài đặt các bạn nhé. Các bạn chờ xíu, nó sẽ nhanh mà thôi. Đây, nó có 5 MB à. Xong. Và bây giờ thì các bạn cài đặt nó về nhé. Do mình đã cài đặt rồi, cho nên mình sẽ không cài đặt cho các bạn. Mình sẽ không cài đặt nữa. Và hiện tại thì mình đang sử dụng con file, con app của anh Trường các bạn nhé. Nó do là nghiên cứu lâu quá cho nên mạng cũng cần nhiều. Để mình nát cái con app của anh Trường này á, nát kết nối này. Rồi, sau đó thì các bạn vào con app. Đây, con app này các bạn nhé. Đó, mình đã để rất mô tả rồi, rất là đơn giản để các bạn tải về mà thôi. Đây, mặt trăm VPN. Với cả cách tải đó thì các bạn cũng không cần xem nhiều đâu. Cách tải đó ấy. Rồi, ok. Các bạn cần phải có một chút mạng. Rồi, mình sẽ bắt mạng Vinaphone của mình để tải các bạn nhé. Rồi, sau đó các bạn chọn vào mục cài đặt. Các bạn kéo xuống chọn vào mục Time này. Sau đó chọn mục Dark. Ok. Thôi ra, các bạn vào lại com app này nhé. Rồi, sau đó thì chọn vào, mình sẽ chuyển sang com Viettel của mình. Ok, và xác minh cho các bạn xem cái là nó có vào được mạng không đã. Không thì các bạn bảo mình là mình chết. Rồi, và mình mong được một subscribe cũng như là một like từ các bạn nó. Mình bỏ ra 3-4 ngày để làm cái video này, mà các bạn chỉ cần bỏ ra tầm 1-2 giây để like cái video này cũng như là 3 giây để đăng ký kênh này thôi. Đó. Ok, các bạn chọn connect, connect. Xong. Thành công rồi nhá. Các bạn đợi xíu. À, mình xin lỗi các bạn nhá. Xin lỗi các bạn nhiều. Các bạn chọn ngang kích rồi. Đây. Cái file Vietnam 1 này nó hết rồi các bạn. Chọn Vietnam 2 các bạn nhé. Do cái file thứ nhất nó đã hết. Ok. Rồi, mình có viết cái thư cảm các bạn nữa này. Rồi, thành công. Bây giờ mình sẽ lên YouTube cho các bạn xem nhé. Các bạn đợi xíu. Đấy, ngon lành chưa các bạn? Sử dụng mạng vô cùng là ok luôn. Đây, bây giờ anh năm lại đang xem video của đang công chiếu một video. Để chọn vào bạn khoa kỹ thuật, nó sẽ không được mạnh như các sim bình thường đâu. Test mạng cho bạn xem nhá. Ok, test tốc độ là video này sẽ hơi dài cho nên các bạn thông cảm hộ mình xíu ha. Mình chắc chắn là có lẽ một số bạn sẽ không muốn sang cái video này đâu. Đó, các bạn đợi xíu đang đo tốc độ. Mình chắc chắn 90% là các bạn sẽ không xem đến cái khúc này cả. Nhưng mà mình sẽ chọn cho một số bạn thích đam mê thôi. Đây, cái tốc độ của nó cũng không được cao cho lắm các bạn nhé. Nó chỉ tầm bằng này thôi. Nhưng mà mình xem nó cũng đủ để cho các bạn xem rồi. Tốc độ download của nó thì là
Do có A bị lỗi thôi các bạn nhé. Ok, cho nên sẽ không đo được. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc bạn thành công. Bye bye, hẹn gặp lại. Và mình xin các bạn một subscribe kênh nhé. Hẹn gặp lại.